Yo, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của hai đế tộc. Đã trôi qua hơn 20 năm, hơn 1.000 chương truyện, gần 1.000 tập anime. Tuy One Piece đã qua thời hoàng kim nhưng chưa bao giờ thu hấp dẫn độc giả và những người xem trên toàn thế giới. Nhờ một thế giới sinh động, tự do, thú vị và các cuộc chiến nổ ra liên tục để gay cấn, đồng thời cũng không thiếu các cảm xúc lắng đọng, tình bạn và tình đồng đội. Cũng như có những nhân vật ăn sâu vào tiềm thức của người hâm mộ, trong đó hắc cực Sanji là một trong những người vẫn duy trì được độ hot của mình trong suốt thời gian qua, thậm chí còn nằm trong top 5 mà xếp hạng yêu thích nhất. Vậy thì tại sao anh ta lại có thể làm được điều ấy? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài fact về Mr. Prince của mọi cô gái, Vsmoke Sanji. Không dông dài nữa, nào chúng ta cùng bắt đầu. Vsmoke Sanji hay còn được biết đến là chân đen, hắc cước, thường được cộng đồng One Piece Việt Nam thân thường gọi là sạn hay con ghẻ của Thánh Oda. Sanji là hải tặc và kiêm luôn đầu bếp của băng hải tặc Mũ Rơm. Anh chính thức gia nhập băng hải tặc Mũ Rơm sau khi kết thúc arc Baratie, là thành viên thứ 5 sau Luffy, Nami, Usopp và Zoro, là người thứ 4 được Luffy mời vào nhóm và là thành viên cuối cùng gia nhập trước khi nhóm tiến vào Grand Line. Đồng thời, Sanji là hoàng tử thứ 3 của gia tộc Vsmoke cư trú tại vương quốc Girma ở North Blue. Sanji có dáng người mảnh khảnh nhưng khá cơ bắp, chân dài và khỏe với mái tóc vàng luôn trải sang một bên. Sau sự kiện tại arc đảo bánh, tiền thưởng hiện tại của anh ta là 330 triệu belly, được đề cập trong chap 903, mang lại cho anh ta tiền thưởng cao thứ 3 trong đoàn sau Luffy và Jinbei. Đây là mức truy nã thứ 3 của anh. Lần đầu tiên anh được truy nã 77 triệu belly ở chap 435 và lần thứ 2, anh được nâng mức truy nã lên 177 triệu belly ở chap 801 với điều kiện phải còn sống. Sự thật thứ nhất, Sanji là người cực kỳ lịch thiệp và vô cùng ga lăng đối với phái nữ. Anh đã được dạy là không bao giờ làm đau hoặc nói lời xúc phạm đến bất cứ cô gái nào, kể cả nếu điều đó gây ra nguy hiểm cho tính mạng của anh. Vì lý do này, anh thường gặp bất lợi trong chiến đấu khi đụng phải các đối thủ nữ. Gần đây nhất là tại Arc Wano Quốc, dù anh bị Black Maria tra khảo và hành hạ, nhưng anh nhất quyết không dùng Haki vũ trang vì không muốn làm các cô gái bị thương. Điều này được chứng thực xuyên suốt anime và manga, thậm chí lên game, các chiêu thức của anh còn không gây sát thương lên phụ nữ. Sự thật thứ hai, anh xuất hiện lần đầu ở chương 43 trong manga và tập 20 trên anime, khi bà băng Mũ Rơm cần một đầu bếp cho chuyến hành trình của họ. Sự thật thứ ba, anh cao 177cm trước time skip 2 năm, và sau 2 năm, anh cao thêm 3cm và tròn ở con số 180cm. Sự thật thứ tư, một trong những đặc điểm đặc trưng nổi bật và cũng khá thú vị của anh là đôi lông mày không lẫn đi đâu được. Cả hai lông mày đều xoắn về cùng một phía bên phải. Bằng chứng là sau time skip, Sanji đổi kiểu tóc của mình, vén nó sang bên phải thay vì bên trái như trước. Điều này cũng có nghĩa rằng hai nửa khuôn mặt của Sanji không đối xứng khi xét theo vị trí xoắn ốc của lông mày. Sanji sẽ cực kỳ khó chịu khi có ai đó và thường là anh đầu tảo Zoro đem điều đó ra chọc và đá xoáy anh. Sự thật thứ năm, anh rất ham đọc sách. Tuy nhiên, những cuốn sách anh đọc thường không phải là các cuốn sách lịch sử như Robin, mà là các cuốn sách mang đậm tính cổ tích. Nhờ đó, Sanji biết về truyền thuyết con cá thu vòi voi vây xanh trước khi chính thức thấy được nó. Sanji cũng biết rõ câu chuyện về Mont Blanc Nolan qua cuốn sách Vua Nói Dối, King of Liars của Nolan. Sự thật thứ sáu, anh có độ hiểu biết nhất định về các trái ác quỷ nhờ đọc qua cuốn bách khoa toàn thư về trái ác quỷ. Sanji nhờ đó cũng biết về sự tồn tại của trái tàng hình Suke Suke no Mi, và đó là một trong các trái ác quỷ anh mong muốn, nhưng rất tiếc nó đã bị ăn mất bởi tên Absalom. Nhưng khá may mắn cho anh khi vẫn được trang bị bộ đồ Red Suit chứ danh của nhà Vsmoke với khả năng tàng hình. Đây là một trong các khả năng mà anh vẫn mong muốn nhất để đột nhập vào phòng tắm phụ nữ. Còn đột nhập vào làm gì thì các bạn biết rồi đấy. Ngắm gái tắm chứ còn gì nữa. Bánh mì phải có pate, đàn ông phải có máu dê cho người. Sự thật thứ bảy, anh nghiện thuốc lá nặng, bằng chứng là hầu như anh luôn phì phèo một điếu thuốc trên miệng. Chưa kể là nếu bạn để ý, trong họ Vsmoke của anh có chứa từ smoke, ám chỉ việc hút thuốc. Ở một số nước vì lý do kiểm duyệt cho trẻ nhỏ, mà thay vì cho Sanji hút thuốc lại cho ngậm kẹo mút. Hai hãng thuốc lá mà Sanji thường hút có tên là King Crown và Death. Tính tới tập 921 trên anime vừa qua, thì Sanji đã hút hơn 200 điếu thuốc. Sự thật thứ 8, cuộc đời anh hầu như luôn gắn với số 3. Cái tên Sanji cũng có thể hiểu là 3 giờ. Anh là hoàng tử thứ 3 của vương quốc Girma ở North Blue. Khi cả băng Mũ Rơm chiến đấu với một nhóm đối thủ, Sanji thường đối đầu với đối thủ mạnh thứ 3 trong team địch. Trên bộ Red Suit của anh cũng có số 3 in màu vàng. Sự thật thứ 9, Sanji rất quý trọng thức ăn và ghét những kẻ không trân trọng hoặc bỏ mứa đồ ăn. Sự thật 10, Sanji sinh ngày 2 tháng 3 năm 1503 và hiện nay anh 21 tuổi, tức cùng song ngư. Nhưng tính cách của anh không giống như một song ngư lắm. Khi mà đứng trước một vấn đề nào đó, song ngư quyết định khá vội vàng và tùy tiện. Thậm chí những người này không cần thời gian để suy nghĩ tính toán, hoàn toàn dựa vào trực giác của mình, thì Sanji thường sử dụng cái đầu khá nhiều. Anh là một trong các nhân vật có cái đầu lạnh trong băng Mũ Rơm. Nhưng bù lại như ba song ngư khác, anh khá đầu tư chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình và có con mắt thẩm mỹ cao.
nhất là với các cô gái. Những người thuộc cung song ngư sống thiên về tình cảm, không có hứng thú với việc tranh giành địa vị, uy quyền. Họ hướng tới một cuộc sống yên bình, ổn định, được tự do làm những điều mình thích, còn người lạc quan vui vẻ. Đối với họ, thứ quan trọng nhất là tình cảm chứ không phải tiền bạc. Điều này được chứng tỏ khi anh luôn có mối liên kết chặt chẽ với mẹ mình, không như những người anh em khác. Anh cũng không bao giờ bỏ đói một người nào và sống rất trọng nghĩa khí. Sự thật 11. Theo Oda thì trong tương lai, Luffy sẽ phát triển mạnh Haki Bá Vương, Zoro là Haki Vũ Trang và anh sẽ là Haki Quan Sát. Trong arc đảo bánh, Sanji đã thể hiện khả năng sử dụng Haki Quan Sát điêu luyện của mình bằng pha né đạn Mochi của Katakuri. Người có Haki Quan Sát nhìn thấu tương lai gần như phải ngạc nhiên. Sự thật thứ 12. Trong cuộc bình chọn các nhân vật trong One Piece được yêu thích nhất mới đây, anh đứng hạng 4 sau Luffy với 1.637.921 vote, Zoro với 1.445.034 vote và Nami với 1.085.141 vote. Số lượng bình chọn cho anh là 970.268. Sanji đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng các nhân vật yêu thích nhất của One Piece ở lần 1 và đứng thứ 3 ở 3 lần 234 và lại quay về hạng 4 vào lần thứ 5. Sự thật thứ 13, anh thành thạo cả Skywalk, bước đi trong không trung và Blue Walk, bước đi trong lòng đại dương. Nhờ đó Sanji cũng có thể chịu được áp suất của nước dưới độ sâu 5.000 feet mà không cần bong bóng bảo vệ, một độ sâu mà nó có thể nghiền nát cả một chiếc tàu ngầm, đồng thời cho cậu khả năng di chuyển trên không và dưới biển cực kỳ nhanh. Sự thật thứ 14, phong cách chiến đấu của anh bị ảnh hưởng bởi một cựu hải tặc chân đỏ Zeff, bởi thế anh luôn rèn luyện để đôi chân của mình nhanh nhẹn và mạnh mẽ hết sức có thể. Sanji cũng tiết lộ rằng lý do anh ấy sử dụng đôi chân để chiến đấu là vì không muốn làm tổn hại đến đôi tay dành cho nấu ăn, mà dù đôi khi anh vẫn cần phải sử dụng tay để bổ trợ cho đòn tấn công như vừa đá vừa trồng cây chuối. Chỉ có duy nhất một ngoại lệ tới nay đã phá vỡ quy tắc thép của Sanji, khiến anh bắt buộc phải dùng tay trong chiến đấu và đã được anh giải thích rằng bởi vì đối thủ của anh là thực phẩm và cả hai đều đang ở trong nhà bếp. Khi đó, anh mới thể hiện khả năng dùng dao một cách điệu nghệ và đánh bại Wanze với chiêu thức tính pháp E Blue Charger. Dịch nôm na là gọt vỏ để chống lại áo giáp ramen của Wanze và cắt sạch lớp vỏ ramen của Wanze. Sự thật thứ 15, tuổi thơ anh có lẽ lấy cảm hứng từ câu chuyện người tù mang mặt nạ sắt trong lịch sử Pháp dưới thời vua Louis XIV. Khi còn nhỏ, Sanji bị người cha bỏ vào nhà giam và bắt phải đeo mặt nạ sắt vì anh không nổi trội như những người anh chị em của mình. Điều này khá hợp lý khi theo Oda tiên sinh tiết lộ Sanji sẽ mang quốc tịch Pháp nếu bằng mũ rơm tồn tại ở thế giới chúng ta. Thật trùng hợp là Pháp là một trong những nước có nền ẩm thực rất độc đáo, kết hợp với việc người Pháp có phong cách giao tiếp rất lịch sự, khôn ngoan, khéo léo và văn minh. Người Pháp luôn có biệt tài làm vừa lòng người khác. Do vậy, văn hóa Pháp được gọi là văn hóa ngoại giao, đây cũng chính là tính cách nổi bật của Sanji, luôn lịch lãm khéo léo và đặc biệt là với các cô gái. Sự thật thứ 16, lúc đầu tác giả định đặt tên cho Sanji là Naruto, nhưng vì một lý do nào đó mà thôi và lấy cái tên Sanji, nếu không chúng ta đã có một nhẫn giả bỏ sang One Piece tìm kho báu sau khi chán đi tìm Sasuke. Sự thật thứ 17, chính tác giả Oda đã trả lời rằng hình mẫu của Sanji là Steve Buscemi, diễn viên nổi tiếng vào vai Mr. Pink xuất hiện trong Reservoir Dogs, và diện đó đã tạo cảm hứng cho ông tạo nên Sanji. Sự thật thứ 18, Sanji đã mắc một loại bệnh kỳ lạ không thể chữa khỏi. Đó là hễ thấy người đẹp hoặc các hành động sexy của các cô gái là anh sẽ chảy máu mũi không ngừng. Nguyên nhân bệnh chảy máu cam của Sanji bắt nguồn từ một câu nói hài hước rằng người Nhật có huyết áp cao nên hay bị chảy máu cam mỗi khi gặp kích thích về tình dục. Đây cũng là tạo cảm hứng để tạo nên các cảnh xịt máu mũi của các nhân vật anime hay manga khi họ thấy một cảnh nóng của người khác giới. Sau 2 năm luyện tập, việc chảy máu mũi thật sự không đơn thuần là một chi tiết gây cười nữa, mà nó còn là một mối lo của băng mũ rơm. Bởi Sanji luôn chảy máu cam một cách quá mức, đến nỗi máu tạo nên lực đẩy cực mạnh có thể để anh bay lên trời và khiến anh ngất lịm ngay tức khắc khi anh nhìn thấy phụ nữ quá đẹp. Có lẽ do trong 2 năm time skip, anh đã bị thiếu hơi gái quá nhiều nên anh đã trở nên nhạy cảm hơn. Điều này rất nguy hiểm vì anh mang nhóm máu SRH trừ, là một nhóm máu cực kỳ hiếm. Tuy nhiên trong arc Wano này, chúng ta đã thấy anh tiết chế được một phần nào việc xịt máu mũi. Tính từ đầu series cho đến nay, Sanji đã phọt máu mũi tổng cộng 17 lần, một con số quá ư là khủng khiếp. Sự thật thứ 19, anh khá nhọ trong việc bị truy nã. Trong lần có mức truy nã đầu tiên, Sanji còn không có nổi một tấm ảnh mà lại là một hình vẽ tay do người chụp quên mở nắp máy ảnh. Còn lần thứ hai lại là khi anh đang làm cỏ mặt dâm dê, đậm chất dìm hàng, dù ngoài đời anh rất đẹp trai và lịch lãm. Sự thật thứ 20, ngoài khả năng nấu nướng và chiến đấu, Sanji còn có một khả năng nữa mà bất kỳ người đàn ông nào cũng mong muốn, đó là có thể nhìn ra số đầu bao vòng của bất kỳ người phụ nữ anh gặp nào một cách cực nhanh và chính xác. Theo bác Oda, bác biết được số đầu bao vòng của Robin và Nami là nhờ vào Sanji. Một vài sự thật thú vị khác, trong băng hải tặc mũ rơm, anh thường ngủ lúc 12 giờ đêm và dậy vào 5 giờ sáng. Sanji khá sạch sẽ bởi ngày nào anh cũng tắm. Món ăn ưa thích của anh là pasta hải sản cay và không thích ăn konjac, tiếng Việt có tên là khoai nưa, do nó không chứa nhiều dinh dưỡng. Trên đây là những sự thật thú vị về Sanji mà mình tổng hợp được. Sau time skip, có lẽ anh sạn nhà ta đã kém ngầu đi đôi chút trong việc chiến đấu, nhưng bù lại anh trở nên lịch lãm và sang trọng hơn.
Mong thời gian tới, bác Oda sẽ cho anh được bùng lụa thể hiện sức mạnh thật sự sau 2 năm time skip cùng với bộ đồ Red Suit ngầu lòi. Bán hành cho các bộ ba tam tài King, Queen và Jack và hỗ trợ nhiều hơn cho Luffy trên con đường trở thành vua hải tặc để nâng mức truy nã của anh lên một bậc sau trận chiến lịch sử này.